Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Xin cáo lỗi với quý vị, trong lúc chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức thì tiếng máy mài cái gì mài tường đang xảy ra. Chúng tôi đang bàn thảo về vấn đề Ukraine thì những hình ảnh được đưa ra và những cái tình hình nó hiện nay đó càng ngày càng có lợi. Tối ngày hôm qua, ông Tổng thống Zelensky đưa ra một thông điệp rất hay. Ông nói rằng tôi mới vừa nói chuyện với ông Thủ tướng Modi của Ấn Độ, nói chuyện với Tổng thống Joe Biden, nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu, thì ông rất vui bởi vì tất cả đều tiếp tục ủng hộ và sẽ còn tiếp tục ủng hộ. Mà quan trọng hơn đó, không phải là bằng lời nói suông, mà ủng hộ bằng tiền của vật cụ và vũ khí. Trong đó ông nói đến rất nhiều, gửi lời cảm ơn đến Hoa Kỳ, cảm ơn đến Tổng thống Joe Biden tiếp tục. Và cái gói cứu trợ cho Ukraine đã lên tới hơn 12 tỷ Mỹ Kim và còn nữa. Mới đây thì phía Tổng thống Biden tuyên bố là sẽ đóng góp thêm cho các loại vũ khí HIMARS. Và thưa quý vị, các loại vũ khí này đã rõ ràng đã gây ra cái tác hại ghê gớm cho quân Nga, đến độ quân Nga đầu hàng. Và cận cảnh để cho thấy họ đầu hàng hàng loạt như thế nào. Bây giờ thì quân Ukraine đang bao vây cái khu vực của cái dòng sông Dnipro. Và nếu cái điều này nó tiếp tục diễn ra đó, mà quân Nga không chịu bỏ chạy đó, thì sẽ kẹt giữa phía Tây và phía Đông. Bên phía Putin động viên và tìm cách chuyển quân từ những nơi khác về, nhưng không còn kịp nữa. Nếu để cho quân, và Ukraine bây giờ họ di chuyển rất nhanh bằng xe nhà binh, rồi xe thiết giáp, xe tăng vân vân, di chuyển rất nhanh. Mỗi một ngày họ chiếm tới mấy chục cây số lận. Cho nên trong từ nay đến cuối tuần này đó, là Kherson có thể rơi vào tay Ukraine và càng ngày càng khó khăn hơn nữa. Thứ hai là trong lúc mà ở ngoài tiền tuyến đang thua trận thê thảm như thế, thì ở hậu phương, những binh sĩ, tân binh mới vừa được động quân đó, thì họ cho biết hàng ngàn những tân binh này đang lên tiếng nói đó và than phiền đó, là tình trạng sống của họ là barbaric condition, tình trạng như thời kỳ Trung Cổ, như cái thời lính La Mã hoặc là lính tàu mang quân đi đánh vậy đó. Tức là tất cả mọi thứ nó đều dơ giấy rồi nghèo nàn rồi. Chúng ta cũng nghe những cái báo cáo đó là khi mà quân Nga được động viên đó và tân binh vừa được gửi đến quân trường đó, thì những điện thoại của họ đã bị giật lấy bởi vì quân Nga ở ngoài tiền tuyến đó không có liên lạc được, và họ chỉ muốn là có một cái điện thoại để nói chuyện với người thân. Thế là hai bên choảng nhau. Ngay cả có những hình ảnh mà những tân binh này ở bên trong có vẻ như là không đồng ý với những cái lời lẽ la hét, cái kiểu mà huấn luyện quân sự đó thưa quý vị. Hắn dùng tay thoi vào mặt cái người chỉ huy luôn. Nhưng mà nhờ vậy đó, bị đuổi. Không có được đi tham gia vào quân ngũ. Và trong đó, trong số những cái tân binh này, chúng tôi nhìn thấy có mấy ông 40-50 tuổi rồi, khuôn mặt già tóc bạc rồi, bụng phệ. Và vì thế nguồn tin nói đó, hơn phân nửa trong số mà 300.000, tức là cả 100.000 đó, không thích hợp để có thể ra phục vụ
quân đội. Mà nếu cứ bị bắt buộc ra như vậy đó, là họ làm một cái con tốt thí, ra ngoài là chỉ có chết thôi. Ông Zelensky, tổng thống, có nói đó. Ông nói rằng những cái tân binh này ra ngoài mà đụng độ với lực lượng vũ trang Ukraine, họ đã có được cái sự huấn luyện từ 2014 và trước đó nữa, đến giờ phút này thì chỉ có chết, thưa quý vị. Thì đó là cái tình hình hiện nay ở ngoài chiến trường Ukraine. Hy vọng sẽ sớm chiếm được vùng Kherson, là coi như toàn bộ cái vùng phía bắc của Crimea đó là bị mất. Như vậy có ít nhất là hai khu vực đã rơi vào tay, và sắp tới sẽ là 3-4 khu vực bao gồm Donbass rơi vào tay quân Ukraine. Và thưa quý vị, từ hôm qua cho đến ngày hôm nay đó, bà phó tổng thống Kamala Harris có vẻ như liên tục gặp những cái chuyện ngoài ý muốn, không vui tí nào. Sáng ngày hôm nay thì ông thống đốc của Texas lại tiếp tục gửi một cái chuyến xe bus chở 50 di dân bất hợp pháp thả ngay trước cái tư dinh của bà ở Washington DC vào cái giờ sáng sớm, lúc 3:30 sáng, như quý vị thấy đây. Thì theo như báo chí họ ghi nhận đó, là trên xe có 50 di dân bất hợp pháp, bao gồm phụ nữ, nam giới, rồi có cả trẻ nhỏ nữa, đa số đến từ Venezuela. Thì khi mà những người này được báo chí phỏng vấn đó, thì họ nói là họ không có người thân nào ở đây hết, cho nên là họ đang tính đường là sẽ tìm một cách đi sang những cái tiểu bang khác. Bên cạnh đó thì vào ngày hôm qua, thưa quý vị, trong lúc mà đi làm đó, chuẩn bị đi đến tòa bà đốc, thì bà Kamala Harris lại gặp một cái tai nạn. Nhưng mà may mắn, tai nạn về xe, may mắn bà không có sao hết, là bởi vì bà không phải là người lái. Như quý vị thấy, đi làm cho nên là xe này là do mật vụ lái, bà chỉ ngồi phía sau. Nhưng mà khoảng 10:30 sáng đó, ngay cái đường hầm ở Washington DC, ở trên đại lộ Virginia, thì có một cái dải phân cách, như quý vị thấy đó, là cái những cái lane này nó có những cái dải phân cách. Thì không hiểu vì sao cái người mật vụ đó, mà khi mà lái xe cho nguyên thủ quốc gia đó, thường là những cái người được huấn luyện rất là kỹ càng và lái phải rất là an toàn, nhưng mà người này đó lại tông thẳng vào trong cái bức tường của cái bức tường này, nặng đến độ mà một cái bánh xe nó rớt ra luôn, và bà bị chậm trễ ở bị giống như là bị đứng ở đây đó gần nửa tiếng đồng hồ để mà chờ một cái xe khác được an bài đến và chở bà đi. Thì hình ảnh đó là do một cái người ở những cái tòa nhà cao tầng ngay sát ở đó, họ vô tình nhìn thấy cái vụ này. Lúc đầu họ tưởng là vụ đụng xe bình thường thôi, ai ngờ đang quay thì thấy bà phó tổng thống từ trong xe bước ra, cho nên họ rất là bất ngờ, không nghĩ là cái người lái xe cho bà phó tổng thống lại bất cẩn như vậy. Tuy nhiên sau khi tin tức này lên đó, thì phía báo chí địa phương họ cũng nói là cái khu vực này đó, trong vòng từ đầu năm đến nay đã có 10 vụ đụng xe ở ngay đây rồi. Thì giống như là đang chạy nhiều cái lane đó, thưa quý vị, nhưng mà chuẩn bị nó cắt vô nhau hay là có những cái giải phân cách nhưng mà lại không có để biển báo, cho nên nhiều khi những cái người họ không có để ý, họ ủi vào, thưa quý vị. Và đây là ông ứng viên thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia, Herschel Walker, lại chuyện xảy đến cho ông. Nhưng mà cái điều này để cho thấy rằng những người mà của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Georgia họ rất là ba phải, thưa quý vị. Bởi vì đã gọi là bảo thủ, bảo vệ người phụ nữ, không muốn phá thai và thường nói về chuyện đạo đức, tôn giáo vân vân. Nhưng mà khi nghe đến cái tin tức mà cái chuyện này là đã người bạn gái của ông đã nói rằng bà đã cung cấp cái receipt, cái hóa đơn 700 Mỹ Kim phá thai do chính ông đưa, rồi kể cả một cái tấm thiệp do chính ông gửi đến cho người bạn gái mình để chúc sức khỏe. Vậy mà các cử tri đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Georgia vẫn không tin vào điều đó. Một điểm đáng chú ý là 24 giờ sau khi cái tin tức này đưa ra đó, là người cử tri đảng Cộng Hòa lại ủng hộ thêm nữa, tặng thêm 500.000 Mỹ Kim vào quỹ tranh cử. Đến sáng ngày hôm nay, người bạn gái làm thêm một câu nữa. Người bạn gái của ông nói rằng, không những tôi bị ông trả tiền để đi phá thai, tôi còn có một đứa con riêng với ông nữa. Thế thì không biết được khi nào thì cái ly nước đó có một cái giọt nước làm tràn ly.
Nhưng mà đến sáng ngày hôm nay, bởi vì họ nói rằng Đảng Cộng Hòa muốn lấy cái ghế này từ ông Warnock, tức là ứng viên của bên phía thượng, ông hiện nay là thượng nghị sĩ nhưng mà phải ra tranh cử lại, của Đảng Dân Chủ. Thì đó là lý do họ sẵn sàng bỏ qua tất cả vấn đề đạo đức của một ứng viên, chỉ muốn bảo vệ cái quyền lợi của đảng mà thôi. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin này trong phần tin buổi chiều ngày hôm nay lúc 5 giờ. Mời quý vị cùng theo dõi có bản tin cập nhật và vào trong trang nhà leaderofsaigontv.com để đọc các bản tin trong ngày. Vào trong YouTube xin nhớ nhấn nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.